em đến luôn. Được gặp lại các anh chị em trong video lần này. Vâng, video lần này thì Huyên có một chuyến công tác xuống dưới Hồng Son. Và Huyên được nghe nói rằng là ở dưới Hồng Son có một chợ truyền thống rất là tuyệt vời. Mà chợ truyền thống này chỉ có 5 ngày mới mở một lần. Và nhân tiện chuyến công tác này thì Huyên sẽ cùng với các bạn đồng nghiệp sẽ đưa mọi người, được anh chị em đi tham quan chợ truyền thống. Vâng, Hồng Son Cùn là một huyện thuộc tỉnh Trung Chơn Nam Tô, là một tỉnh miền trung của Hàn Quốc. Vâng, và từ nhà Huyên mà đến đây thì mất khoảng hơn 120 cây số gì đó. Vâng, vậy thì chợ truyền thống của Hồng Son có gì đặc biệt, chợ 5 ngày mới mở một lần này có gì đặc biệt, thì bây giờ cùng các anh chị em cùng đi khám phá nhé. Đây là chợ truyền thống của Hồng Son, Trần Thông Si Trang. Chợ này thì cứ năm ngày là chúng họp một lần ạ. Hôm nay là ngày họp chợ. Nay Huyên đi cùng với các bạn, không biết các bạn đi đâu mất tiêu rồi. Đây thì bán tất cả các đồ luôn. Cuối tuần nên là cũng rất là đông. Đây rồi, đây rồi. Trời ơi, không đợi gì hết, mua gì đó. Wow. Wow, yeppuda. Wow. Con bạch tuộc kìa. Mấy cái nồi này nấu ngon, nấu cơm, dạ, nấu cơm ngon đấy. Rồi mọi người đâu hết rồi? Đi mà toàn bị nạt nhau không à? Chợ rộng. Được quá. Chùa có cua có luôn cả. Chúc cung đi. Trong kia là cá luôn ha. Ở trong kia có gì? Ở phương này có bán rau, bán nhiều lắm. Ồ. Thế ngày thường là không có mở như này à? Ngày thường là không có mở. Chợ nó chưa có xây ấy, xây chợ ấy. Đây là cô bạn ở Hồng Son của Huyên. Nay Huyên xuống tận dưới này để đi. Trước là không có xây chợ ở đây đó hả? Chưa có xây chợ. Ừ. Người ta bán hàng nó lụt khổ lắm. Ừ. Cái chỗ cái khoan đất hả? Mới xây. Ồ, trong kia vào trong kia xem trời đồ đồng đồ cổ kìa. Ở trong đây có đồ cổ luôn. Vào chúng ta. Wow, đồng hồ cũng có luôn. Kia bằng đá, kia bằng đồng luôn à. Gỗ có. Một cái này. Trời, có một tí này mà chút ăn luôn đúng không? Chỉ như vậy thôi mà chút ăn luôn ý ạ. Rất là đắt luôn. Trời ơi, cô nàng cái cô nằm kìa. Đó. Có những cái hình rất là độc dị luôn. Đâu rồi? Ta quay mà ta không biết quay ở đâu luôn. Tiền cổ luôn đấy ạ.
tiền cổ của Hàn Quốc luôn. Không biết cả mọi người đâu hết rồi. Hai nàng đâu? Có người không? Ừ. Rất là đắt luôn đúng không? Mọi người nhìn thấy gì không ạ? Cái này là cấm 18 cộng nha. À thì cả xe là xe chở đó. Ờ chỉ biết ra. Ồ. Các anh chị em thấy là có đủ hình dáng luôn. Đúng không ạ? Ở giữa là đồng. Còn đây là bằng ngọc. Ngọc nó cầm rất là nặng luôn. Một cái là 90.000 won và 1.800.000 tiền Việt Nam. Còn bên cạnh là bằng gỗ ạ. Ô mà cái kia nó bị gãy luôn kìa. Ôi. Cái gì kìa? Yang Mu Yang Song. Yang Mu Yang Song. Không có thứ gì đó. Bác bán hàng bác ấy giải thích rằng là nếu mà phụ nữ mà mua cái này về để ở nhà ấy, thì phụ nữ sẽ được tốt về cái đằng âm hơn á. Vâng, và nếu mà ở những cái cửa hàng nào mà cũng để mua cái này để vào thì thu hút khách nam rất là nhiều luôn. Nhưng giờ đắt quá nên là cũng không dám mua. Mua về chồng cười chết cũng không dám mua luôn. Trời, không có ai gan bằng Huyên luôn, Huyên cầm luôn. Wow, Huyên ở đây nên là mọi người đến xem quá trời luôn này. Người ta nhìn Huyên bằng cái con mắt là kinh dị luôn đấy, trời ơi. Ta cầm luôn, trời, cái này bằng ngọc lạ quá trời luôn này. À vâng, vừa rồi các anh chị em đã cùng Huyên trải nghiệm về chợ truyền thống của Hàn Quốc. Hôm nay là Huyên xuống tận dưới Hong Song. Đây chợ này chỉ có 5 ngày mới mở một lần nên gọi là All-in Sichang. Ở đây thì chúng ta đã có mua được tất cả từ rau củ quả cho đến cả đồ quý. Cảm ơn các anh chị em đã theo dõi video của Huyên và thấy video của Huyên hay và thú vị thì hãy like và chia sẻ cho Huyên nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị em. Bye bye.